liệu pháp gen là gì? Chúng ta hãy bắt đầu từ tế bào. Cơ thể chúng ta được tạo thành bởi hàng nghìn tỷ tế bào. Hầu hết các tế bào đều có chứa gen. Gen được tạo thành từ DNA. Gen giống như các chỉ dẫn cho tất cả mọi thứ trong cơ thể chúng ta. Chúng có chứa các chỉ dẫn được mã hóa cho từng loại protein cụ thể. Sự khác biệt trong mã DNA có thể dẫn đến các thay đổi protein, là chất làm cho mỗi con người da như thế, bao gồm thay đổi loại tóc và màu mắt. Đôi khi các hướng dẫn di truyền có sự thay đổi, có thể là một lỗi chính tả hoặc các mảnh nhỏ bị thất lạc. Điều này có thể làm cho một protein được tạo ra không đúng hoặc bị sai hoàn toàn, từ đó có thể gây nên chứng bệnh về gen. Đó chính là lúc liệu pháp gen phát huy tác dụng. Liệu pháp gen nhắm vào các gen gây ra các chứng bệnh này. Liệu pháp có thể phòng ngừa, cải thiện hoặc làm chậm tiến triển, hoặc thậm chí có khả năng chữa khỏi tùy thuộc vào bệnh. Liệu pháp gen thường được chia thành 3 loại: đưa ra gen điều trị, thay đổi cách mà một gen được xử lý hoặc chỉnh sửa trực tiếp gen. Giới thiệu một bản sao hoạt động của gen sẽ tạo ra protein cần thiết. Thay đổi cách mà một gen được xử lý, tức là ví dụ như bỏ qua một lỗi. Chỉnh sửa, cung cấp công cụ chỉnh sửa cho các tế bào mục tiêu sửa chữa các hướng dẫn di truyền để khôi phục sản xuất protein. Liệu pháp gen là một hình thức điều trị phát triển nhanh chóng và thú vị. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng là phương pháp chữa khỏi bệnh. Các kết quả lâu dài về lợi ích và an toàn vẫn đang được nghiên cứu và tìm hiểu. Chúng tôi khuyến khích quý vị đặt câu hỏi và thảo luận bất kỳ mối lo ngại nào với bác sĩ điều trị hoặc bác sĩ của con quý vị.